Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư, chào mừng các anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của em, kênh Công Dũng Đa Phát. Kênh của em là hỗ trợ tất cả các anh chị nhà đầu tư về chứng khoán. Thì hôm nay cũng là một ngày thứ bảy, thì em cũng đi làm một video để phân tích thị trường trong phiên giao dịch ngày 11, cũng như phân tích thị trường trong một tuần giao dịch và đưa ra các nhận định cho phiên giao dịch của tuần mới ngày 14 tháng 3. Sau đó thì em cũng cập nhật một số cái tin tức nó sẽ ảnh hưởng đến VN Index trong cái tuần sau. Tuần sau hứa hẹn là một tuần đầy biến động của VN Index. Sau đó thì chúng ta hãy cùng nhau đi phân tích các cổ phiếu trong các nhóm ngành đang được hưởng lợi, cũng như các cổ phiếu trong các nhóm ngành không được hưởng lợi, và chúng ta sẽ phải làm gì để giữ cái tài khoản của mình luôn được an toàn, và chúng ta sẽ làm gì để chúng ta vẫn có thể kiếm được lợi nhuận trong cái giai đoạn bây giờ nhé. Nếu các anh chị thấy video của em đem đến những kiến thức hữu ích, cũng như đem đến một cái góc nhìn cho các anh chị đầu tư được tốt hơn, thì cũng hy vọng các anh chị ủng hộ em bằng một like cũng như và đăng ký kênh để nhận được các video mới nhất, và cũng là một cái động lực để ủng hộ em làm những video sau được tốt hơn. Xin cảm ơn các anh chị nhà đầu tư rất nhiều. Nào, đầu tiên thì chúng ta cùng đi nhìn nhận lại thị trường trong phiên giao dịch của ngày 11 tháng 3. Kết thúc phiên giao dịch ngày 11 tháng 3 thì VN Index giảm điểm với 12,54 điểm xuống mức 1.466. Trong đó thì có 129 mã tăng, 37 mã tham chiếu và 326 mã giảm. Mã giảm chiếm đa số so với mã tăng trong cái phiên giao dịch thứ 6 tuần vừa rồi. Ngoài ra thì VN30 cũng có mức giảm điểm mạnh hơn VN Index với mức 13,1 xuống mức 1477, trong đó thì 8 mã tăng, không có mã nào tham chiếu và 22 mã giảm. Ở cái phiên thứ 6 thì đến cuối phiên thì cái áp lực giảm điểm nó được gia tăng. Trong phiên thì những cái ngành hưởng lợi nó cũng giữ giá tương đối tốt, tuy nhiên thì bị áp lực giảm điểm gia tăng vào cuối phiên. Chúng ta cùng đi xem lại những cái vận động của các nhóm ngành trong cái phiên giao dịch thứ 6. Thì trong đó điều chỉnh mạnh nhất chúng ta phải nói đến đó là dòng dầu khí. Tiếp đó là những cái dịch vụ tài chính về mảng chứng khoán. Kim loại, thép thì cũng điều chỉnh, tuy nhiên em thấy cái mức độ giữ giá của cổ phiếu thép trong cái phiên ngày thứ 6 là tương đối tốt. Đấy. Cổ phiếu ngân hàng được các nhà tạo lập người ta kéo giữ giá để giữ nhịp, giữ điểm cho thị trường, tránh thị trường bị rơi mạnh hơn. Bất động sản cũng là một cái cổ phiếu mà một cái nhóm ngành mà cũng đã bị điều chỉnh nhẹ ở trong cái phiên ngày thứ 6. Trong đó thì cũng có một vài mã bất động sản mạnh vẫn có sức bật để tăng, đó là đất xanh, ASM, đấy, vân vân. Xây dựng và vật liệu, đầu tư công. Đầu tư công thì mở phiên ra, trong phiên thì tăng cũng khá là tốt, có một vài mã cổ phiếu đã tăng trần được, đó là HT1. Đấy. Tuy nhiên thì đến về cuối phiên thì với cái áp lực lớn, áp lực bán lớn, giảm điểm thì những cái nhóm ngành này nó cũng không giữ được nhiều cái sắc xanh. Có cổ phiếu về tham chiếu, có cổ phiếu về xanh nhẹ. Còn hầu như lúc đầu thì tất cả các cổ phiếu nó đều tăng rất là tốt. Chúng ta cùng đi xem lại tổ chức khối ngoại. Khối ngoại liên tục bán dòng trong cái thời gian gần đây, cả tuần nay họ bán dòng. Tuy nhiên thì đến cái phiên thứ 6, cái mức bán dòng nó đã giảm xuống còn 517 tỷ. Đấy. Những phiên trước thì nó lên đến những cái phiên mạnh hơn là hơn 1.000 tỷ bán dòng, xong rồi giảm dần xuống còn 1.000 tỷ, 800 rồi là 700, thì phiên ngày thứ 6 thì đã còn 500. Đấy. Thì trước khi đi vào phân tích biểu đồ của VN Index thì em cũng có cung cấp một vài cái thông tin mà tuần sau nó sẽ có khả năng nó tác động đến VN Index của chúng ta. Đó là các quỹ ETF giao dịch hoàn thành vào ngày 18 tháng 3 thì những cái trong những cái tuần sau ấy, thì họ sẽ tiến hành họ cơ cấu quỹ rồi họ mua bán trong cái phiên ATC, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chỉ số cũng như ảnh hưởng đến cái vận động cung cầu của VN Index.
Thứ hai là phái sinh đáo hạn vào ngày 17 tháng 3. Thứ ba là Fed họp sau ngày 17 tháng 3. Đấy, cái phiên đáo hạn phái sinh cũng đúng là cái đúng vào cái phiên mà Fed họ họp xong để tăng cái mức lãi suất. Và cuối cùng là cuối quý 1 thì thường các công ty chứng khoán có động thái siết margin để làm báo cáo tài chính. Vì thế nó sẽ ảnh hưởng đến đến cái vận động của thị trường. Khả năng siết margin thì rất dễ là họ sẽ có những cái phiên điều chỉnh của thị trường. Đấy. Có bốn cái thông tin đấy thì các anh chị cũng lưu ý để tuần sau chúng ta có cái hướng xử lý để đảm bảo cái tốt nhất cho tài khoản của mình. Còn về VN Index thì em cũng đánh giá cái VN Index này nó cũng đang vận động ở trong một cái mô hình sideways, trong một cái hộp vận động sideways trong biên hộp đây. Thì các anh chị có thể thấy nó vẫn đang vận động trong viên hộp thôi. Để em cho cái này giảm bớt đi cho nó dễ nhìn. Đấy, đang vận động trong biên hộp. Thì khi cổ phiếu mà vận động trong biên hộp thế này thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy là nó đang có thể tăng, nó có thể giảm. Tuy nhiên để cái thị trường này mà điều chỉnh mạnh thì theo em đánh giá khả năng thị trường sẽ điều chỉnh xuống lại cái mốc có hai kịch bản nhé. Kịch bản thứ nhất là VN Index sẽ đây, để anh chị đợi em một chút để em cho hai cái này lớn lên. Đấy, VN Index khả năng có hai kịch bản. Thứ nhất là nó sẽ vận động, nó quay lại, nó test lại cái vùng M20. M20 bây giờ đã là cái vùng kháng cự của nó rồi. Đây thì nó sẽ quay lại nó test cái vùng 1490. Không, trường hợp thứ hai nó sẽ quay lại nó test lại cái vùng đáy này. Vùng đáy 1440 này để kiểm tra lại xem cái mức độ bán của anh chị nó cao đến mức nào. Đấy, sau khi test cái vùng này, ví dụ VN Index nó có thủng thì nó sẽ xuống tiếp cái vùng tiếp theo. Đó là mốc 1400. Mức 1400 thì VN Index nó sẽ xuống đấy nếu nó bị thủng cái mức 1440 ở dưới này. Đấy. Anh chị có thể thấy cái thị trường của mình thì nó đang ở trong một cái dao động, trong một cái biên hộp và tất cả mọi khả năng nó đều có thể xảy ra. Nhưng để nói về cái thị trường mà có thể điều chỉnh mạnh hoặc gãy thì em đánh giá là chưa có khả năng xảy ra rất là thấp. Bởi vì sao em lại đánh giá như vậy? Các chị có thể xem những cái giai đoạn trước nhé. Để thị trường nó bị gãy mạnh như thế này, gãy một cái mức độ giảm điểm mạnh như thế này thì nó trước đó nó đã có một cái pha chạy lên rất mạnh như thế này. Đấy, thường thì một nhịp điều chỉnh mạnh, rũ mạnh thì trước đó nó thường có một cái pha nó đã chạy rất xa rồi. Đây, anh chị có thể thấy hai cái mức điều chỉnh mạnh như này thì nó đều xuất phát điểm là nó đã đi lên. Nó đã đi lên từ dưới đáy, đi lên. Và sau khi đó thì nó tích lũy lại không đạt thì nó đã có một cái pha rũ mạnh như này rồi thị trường tiếp tục đi lên. Đấy, các anh chị có thể thấy thì trong cái giai đoạn này em đánh giá thị trường nếu muốn giảm mạnh thì nó cũng rất ít xảy ra, nó chỉ vào những cái nhịp điều chỉnh trong cái biên hộp này thôi. Đấy, nó có giảm thì nó sẽ có thể giảm ở trong cái biên hộp này. Thì chúng ta nếu mà các chị cầm cổ phiếu ấy thì vẫn như những cái video trước em nói, chúng ta ưu tiên cầm những cái cổ phiếu của các nhóm ngành hưởng lợi, phân bón, hóa chất, dầu khí, thép, rồi là than, đấy, vận tải biển. Chút sang cái dòng dầu khí thì em sẽ nói phân tích sâu hơn về cái dòng dầu khí nó sẽ vận động như thế nào trong tuần sau. Đấy, có một kịch bản như thế thôi, hai kịch bản như thế, là một là VN Index nó sẽ quay lại xuống test cái vùng này. Nếu họ test mà thấy lượng bán vẫn còn nhiều, họ sẽ quay xuống cái vùng hỗ trợ tiếp theo ở trong cái biên hộp này.
là mức 1.400, có thể xuống mức 1.400. Nếu nó bị thủng 1.440 thì thị trường sẽ rơi xuống 1.400. Còn không thì thị trường nó sẽ quay lên. Có thể nhá, có thể nó sẽ tích lũy lại một vài phiên rồi nó quay lên, nó test lại đường MA20 này ở mức 1.490. Bây giờ VN Index có những cái kháng cự. VN Index có những cái kháng cự, đó là kháng cự ở mức 1.490. Đây là một cái kháng cự đường MA20 này. Thứ hai, mức 1.510. Cái mốc 1.510 là cái mốc mà thường vượt qua mấy lần không được. 1.510. Tiếp theo là 1.530. Đấy. VN Index nó sẽ vẫn phải vận động và nó vượt qua 3 mốc kháng cự như thế này. Đấy. Thì có hai cái khả năng, một là xuống test lại vùng này, thủng xuống 1.400. Đấy. Thứ hai, tích lũy lại được, quay lại test MA20. MA20 test được, tích lũy lại ở đây, sau đó chinh phục các mốc kháng cự mới. Đấy. Rồi sau đó VN Index sẽ chinh phục các mức kháng cự mới. Thì với cái thị trường như thế này thì khả năng nó quay lại nó test vùng 1.440 cũng rất là cao nha các anh chị nhé. Vì thế chúng ta phải chuẩn bị rủi ro, chuẩn bị những cái phòng bị cho mình. Những cái cổ phiếu nào của các nhóm ngành không được hưởng lợi thì chúng ta cũng canh, hạ bớt đi, hạ bớt, giảm tỷ trọng, cầm 50% cổ phiếu và cầm sẵn 50% tiền. Cái giai đoạn này chúng ta không nên mua quá nhiều margin, cũng như không có nên mua full tài khoản. Đấy, cái đấy là một cái rủi ro rất lớn khi thị trường quay đầu giảm, giống như cái dòng dầu khí thì chút nữa em sẽ phân tích ngay sau đây đâu. Nào, chúng ta sẽ đi phân tích cái dòng dầu khí. Đầu tiên là cổ phiếu của BR. Cổ phiếu của BR cái phiên hôm thứ sáu nó đóng cửa, nó đã thủng đường MA20. Đấy, nó đã thủng đường MA20 rồi thì nó đang rơi về những cái mức hỗ trợ của nó. Đấy, rơi vùng về vùng cái mức hỗ trợ của nó. Thì theo như em đánh giá chung cho cái dòng dầu khí này thì tuần sau nó sẽ vận động, nó điều chỉnh tiếp một vài phiên nữa. Sau đó thì dòng dầu khí sau khi đã tạo được rõ ràng một cái đỉnh MACD thì nó sẽ quay lên để nó tăng tiếp, rồi để nó tạo được thêm một cái đỉnh nữa thì khả năng cái dòng dầu khí nó mới có thể nó giảm được mạnh được. Chúng ta đi phân tích cổ phiếu của CNG. CNG đây, các anh chị có thể nhìn thấy nó đã tạo được một đỉnh MACD rồi. Sau cái phiên thứ 6 thì rõ ràng nó đã tạo được rồi. Cái cổ phiếu này nó rơi xuống đường MA20, tuy nhiên ở dưới đấy nó cũng đã có những cái lực cung đỡ lại cái những cái lượng hàng. Đấy, đỡ lại những cái lượng hàng để cho cái cổ phiếu nó đóng cửa nó ở trên cái mức thấp nhất một chút. Tuy nhiên thì cái động lực này thì nó vẫn khả năng nó vẫn phải điều chỉnh tiếp cái dòng dầu khí chung cả dòng. Cổ phiếu của GAT. Cổ phiếu của GAT, đấy, cổ phiếu của GAT cũng là một cái cổ phiếu nó có vốn hóa lớn ở trên thị trường. Đây, đỉnh MACD đây, nó tạo được một đỉnh rồi. Nó đang rơi, cổ phiếu này rơi. Các anh chị cũng chưa nên vội vào bắt cái giao rơi của cổ phiếu dầu khí vội đâu nhá. Đây, cổ phiếu của OI. Cổ phiếu của OI thì nó giảm điểm nó nhẹ nhàng hơn so với các cổ phiếu khác, giảm điểm nhẹ nhàng hơn so với cổ phiếu của BR. Tuy nhiên thì nó cũng chung với nhóm ngành thôi. Nó cũng đang bị giảm. Đang bị giảm PLX. Đây, PLX các anh chị có thể nhìn thấy nó gãy khá lặng. Với cái một cái volume tương đối lớn như này thì cũng đây cũng là một cái rủi ro ngắn hạn. Chúng ta chưa nên vào mua các cổ phiếu này. Đấy, bây giờ nó đang gãy xuống vùng này rồi thì khả năng nó sẽ gãy xuống cái vùng hỗ trợ tiếp theo của nó ở mốc 55 đến 57. Nếu nó thủng 55 57 thì nó sẽ xuống cái mức 53 đến 54. Đấy. Các anh chị xem các mức hỗ trợ này của nó nhé. Nếu cổ phiếu rơi xuống hỗ trợ mà tích lũy lại được thì chúng ta mới xem xét để mua lại những cổ phiếu này.
Còn bây giờ thì cũng chưa nên vào bắt những cái cổ phiếu này, em nghĩ là nó phải điều chỉnh một vài phiên nữa chứ nó chưa dừng lại ở đây đâu. Cái cổ phiếu của dầu khí này, PVB, PVB và PVC là những cái cổ phiếu mạnh của dòng dầu khí, thì những cái này cổ phiếu này nó đã tăng rất là mạnh rồi thì khi điều chỉnh nó cũng mạnh tương tự như thế, nó cũng phải giảm sàn, tăng thì nó tăng trần nhưng mà chỉnh thì chỉnh nó phải xuống sàn luôn. Đấy. Và ở trên cái vùng này cũng không phải là vùng để chúng ta tham gia, bởi vì sao? Ở trên cái vùng này là nó cổ phiếu nó vận động khá là lỏng, vì thế chưa phải là cái vùng để chúng ta tham gia. Nếu nó có tích lũy lại được nhưng mà tích lũy lỏng như này thì cũng không nên tham gia. Anh chị có thể thấy nếu chúng ta cố chấp mua đuổi ở những cái phiên này thì khi nó giảm đến 10% mang lại cái rủi ro cho tài khoản của anh chị rất là lớn. Đấy, vì thế chúng ta chưa nên mua. Cũng giống như cổ phiếu PVC này, nó cũng đã xác nhận là nó tạo được một cái đỉnh rồi. Đấy, tạo được một đỉnh thì những cái vùng này cũng chưa phải là lúc để chúng ta mua đâu. Bởi vì đây để em đo Fibo nhé, đo Fibo xem nó sẽ như thế nào. Đây, đo Fibo nếu mà nó mốc cao nhất như này thì nó sẽ rơi xuống cái mức hỗ trợ tiếp theo, nó ở vùng 27.1. Nếu mà nó rơi tiếp nó sẽ rơi xuống 27.1. Nếu rơi 27.1 mà thủng thì nó sẽ rơi xuống mốc 24 25. Đấy. Thì chúng ta hãy đo cái chỉ số Fibo này để chúng ta biết được cái khoảng rơi của cổ phiếu. Nó đã rơi thủng vùng 29.9 rồi, là vùng 30 rồi thì nó xuống 29.6 thì cái khả năng rơi tiếp của nó sẽ rơi xuống vùng 27.1. Đấy, hoặc là sâu hơn một chút thì chúng ta sẽ xem nó phản ứng ở các vùng hỗ trợ này như thế nào để chúng ta canh mua lại cổ phiếu. Cổ phiếu của dòng dầu khí thì cũng đã xuất hiện những cái phiên phân phối. Đấy. Dầu khí đã xuất hiện một cái phiên phân phối ở đây này. Đấy. Thì chúng ta cũng chưa nên bắt lại cái dòng này vội nhá, theo dõi đã. PVS thì nó có lực đỡ nó tốt hơn cái cổ phiếu của PVC. Anh chị có thể thấy đây. Nó rơi qua cái vùng hỗ trợ 36.6, tuy nhiên thì lúc đóng cửa nó đã tăng lên 36.9. Thì đây cũng là một cái cổ phiếu nó có yếu tố đỡ giá tốt hơn cổ phiếu của PVC. Cổ phiếu của PVC tăng thì tăng mạnh nhưng giảm thì nó cũng giảm mạnh như thế, tăng tăng 10%, giảm giảm 10%. Còn đối với PVS thì nó cũng có cái yếu tố đỡ giá của tổ chức, nó đỡ giá trên cái mốc hỗ trợ. Tuy nhiên thì đây cũng không phải là những cái điểm để chúng ta mua được. Chúng ta phải theo dõi những cổ phiếu này, nếu nó vận động tích cực thì chúng ta mới mua. Đấy, về nhìn chung các dòng cổ phiếu của dầu khí, có PVT là dòng thuộc dòng vận tải này. Đấy, thì chúng ta cũng có thể chúng ta đo Fibo để chúng ta xác định được cái những cái mức hỗ trợ của cổ phiếu. Đây. Đây các anh chị có thể thấy không? Nó rơi qua cái vùng 26.1, tuy nhiên mức đóng cửa thì nó lại đóng cửa trên là 26.3, thì cũng có những cái yếu tố đỡ giá cái tổ chức cái cổ phiếu PVT này, nó thiên hướng về dòng vận tải biển. Cổ phiếu dầu khí này thì một vài phiên điều chỉnh nữa chúng ta sẽ xem xét chúng ta bắt lại cái cổ phiếu này, bởi vì khi nó mới tạo được một đỉnh thì nó sẽ có một cái nhịp nữa để nó tăng tiếp. Cổ phiếu của phân bón hóa chất và thép. Cổ phiếu của phân bón thì giai đoạn này nó vẫn được thể hiện được cái sức mạnh của nó. Theo như em đánh giá thì những cái cổ phiếu này nó tiếp tục nó đánh lên để nó phân phối tiếp các lượng hàng của nó trước khi nó kết thúc các chu kỳ chạy của cổ phiếu. Đấy. Thì cái cổ phiếu BFC này, cái phiên thứ sáu vừa rồi nó thể hiện một cái sức mạnh cũng là khá là mạnh của cổ phiếu. Khi nó đánh tiếp tục nó đánh tăng lên đến cái mức kháng cự, tuy nhiên nó đấy nó đã gặp cái mức kháng cự của nó rồi. Đấy, thì chúng ta hãy cùng xem những cái phản ứng của cổ phiếu này, xem tuần sau nó có điều chỉnh hay không. Và ở cái cổ phiếu này thì cũng chưa xuất hiện những cái điểm để chúng ta tham gia đâu. DCM.
DCM nó đã vượt qua được cái mốc kháng cự 100% ở 43,9 rồi, và nó đã tăng lên cái mốc là 46,5. Trong phiên đã có lúc nó tăng lên 47,4, tuy nhiên đóng phiên thì nó cũng bị giảm mất một nửa cái cây này do cái áp lực bán ở cuối phiên. Nhưng mà nhìn chung về cái dòng phân này, phân đạm này thì nó vẫn đang rất là mạnh. Đấy. DPM. Chúng ta những cái cổ phiếu mà nó đã tăng như thế này thì em xác định là nó đã hết cái điểm mua. Đây không phải là những cái điểm mua để các anh chị tham gia đâu. Mua ở những cái điểm này rất dễ dính phải những cái nhịp tạo đỉnh ngắn của MACD. Nó sẽ điều chỉnh cổ phiếu về giống như kiểu cái dòng dầu khí. Anh chị có thể lấy đấy làm cái để mình nhìn cái ví dụ. Cái cổ phiếu dầu khí nó tăng cũng rất mạnh. Tuy nhiên nó giảm, khi nó giảm thì nó quay đầu lại các mốc hỗ trợ của nó, nhưng nó đều đánh thủng hết những cái mốc hỗ trợ gần nhất. Thì vì vậy chúng ta hãy nhìn những cổ phiếu dầu khí để chúng ta xem sang các cổ phiếu của dòng phân này. Lát đây là những cái cổ phiếu mạnh nhất của dòng phân, có BFC, DKM này, DPM này, Lát là những cổ phiếu mạnh nhất. Tuy nhiên thì nó cũng chưa xuất hiện những cái điểm để chúng ta tham gia đâu. Nó rất rủi ro. Cái giai đoạn này thị trường thì nó đang xấu, thị trường đang chưa rõ ràng về cái xu hướng, nó có khả năng cao là nó sẽ quay xuống, nó test lại cái vùng 1440. Đấy, thì chúng ta cũng 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 phải xem xét để chúng ta tránh cái rủi ro cho tài khoản của chúng ta nhé anh chị nhé. Các anh chị lưu ý điều đấy, thị trường nó mà đẹp thì chúng ta mua cổ phiếu gì chúng ta cũng có thể thắng. Nếu mà chúng ta mua đúng cái cổ phiếu của nhóm ngành hưởng lợi thì thị trường đẹp, các anh chị sẽ có những cái mức gia tăng lợi nhuận rất là lớn. Còn khi thị trường nó đang chưa xác định cái xu hướng rõ ràng, chúng ta cầm những cái cổ phiếu được hưởng lợi để chúng ta giữ an toàn cho tài khoản của mình, hạ bớt tỷ trọng những cái cổ phiếu nào của các nhóm ngành khác, kể cả bất động sản, đầu tư công. Chúng ta cũng chưa nên mua mua với tỷ trọng lớn làm gì. Bây giờ chúng ta mua mua thăm dò thôi, mua lấy vị thế thôi, chứ không nên mua tỷ trọng lớn đối với các dòng mà không được hưởng lợi. Nào em đi sang phân tích tiếp cái dòng thép, cổ phiếu của Hòa Phát, cái phiên thứ 6 vừa rồi thì nó bị giảm khá là mạnh, cái khối lượng là trên mức trung bình. Cái cổ phiếu này thì nó tăng thì tăng chậm, nhưng mà nó giảm 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 nhanh, thì vô hình chung nó cũng đã giảm về cái vùng hỗ trợ của mình rồi. Nó giảm thủng đường M20, tuy nhiên đóng cửa thì nó lại đóng cửa trên đường M20. Thì những cái cổ phiếu này Hòa Phát đã tạo được một đỉnh MACD rồi, thì em nghĩ rằng cái cổ phiếu này nó đã đang rơi vào những cái pha điều chỉnh ngắn chung với cái dòng thép. Tuy nhiên thì mức độ giảm điểm của cổ phiếu này nó tương đối lớn. Đấy, giảm giảm tăng thì tăng rất là chậm, nhưng mà giảm giảm rất là nhanh. Thì đây cũng chưa phải là các cái điểm để anh chị tham gia đâu. Nó rơi về vùng hỗ trợ. Nếu nó cân bằng lại được thì các anh chị có thể tham gia. Nhưng đối với quan điểm của em thì cái cổ phiếu Hòa Phát này chúng ta không nên tham gia tỷ trọng lớn. Bởi vì cổ phiếu tăng rất là chậm. Nếu mà các anh chị đầu tư trung hạn mua xong, các anh chị để đấy thì anh chị mua cổ phiếu này. Còn đầu tư ngắn hạn thì các anh chị nên mua những cái cổ phiếu NKG và cổ phiếu của HSG. Đấy. Còn nói về cổ phiếu mạnh nhất trong cái dòng thép này thì em đánh giá cổ phiếu của NKG là cổ phiếu mạnh nhất trong cái dòng thép này. NKG thì nó cũng đang vận động trong một cái phiên độ tích lũy của nó thôi, với cái khối lượng ở cái phiên thứ 6 khối lượng bán là ở mức dưới trung bình. Thì em đánh giá đây là cũng là một cái vận động rất là tốt của cổ phiếu NKG. Đấy. Cổ phiếu của NKG nó đang vận động tích lũy ở trên cái vùng kháng cự này là cũng được 1 2 3 4 5 6 phiên rồi. Đấy. Với cái tuy cái khối lượng nó chưa được cạn kiệt, nhưng nó đang có xu hướng tạo được một cái đỉnh MACD rồi, thì cái khả năng mà tuần sau nếu cái cổ phiếu này nó giữ được giá đi ngang thì là một cái vận động rất tốt của nó để đường MACD nó đi xuống, và nó xác nhận là tạo được một cái đỉnh
sau đó MACD sẽ bẻ ngang và có những cái chu kỳ tăng tiếp theo. Thì cái cổ phiếu của NKG này em kỳ vọng tuần sau nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh nhẹ, sau đó nó sẽ tăng lên, có thể là tăng ở những cái phiên đáo hạn phái sinh chẳng hạn, nó sẽ góp phần để nó kéo chỉ số đi lên. HSG nó cũng đang vận động ở trong một cái biên độ tích lũy ở trên cái vùng kháng cự thôi. Đấy, mã này thì nó cũng đi theo cái chung của dòng. Tuy nhiên thì cái vận động tích lũy của cái mã HSG này nó cũng là vận động rất là lỏng, và đóng phiên thì nó cũng trên ở cái mức thấp nhất một chút và cũng đang vận động ở trên đường 20. MACD thì có dấu hiệu tạo được một đỉnh rồi. Đấy, các anh chị có thể theo dõi nhé, theo dõi những cái cổ phiếu này nhé. Những cái cổ phiếu này sau khi điều chỉnh của nhóm ngành hàng hóa mà VN Index có những cái nhịp hồi thì em nghĩ rằng những cái cổ phiếu của dòng thép này nó sẽ là những cái cổ phiếu nó góp phần, nó tăng điểm cho thị trường. Tiếp theo là em phân tích một vài cổ phiếu của nhóm ngành bất động sản. Đây, bất động sản thì có cổ phiếu của ASM. ASM thì phiên thứ 6 nó có dòng tiền đi vào, tuy nhiên thì cái mức đóng cửa của nó là chỉ ở mức trở lại cái vùng kháng cự thôi. Đây, nó có vùng kháng cự ở cái đỉnh trước ở đây thì đóng cửa thì nó lại lăn quanh ở đây. Dòng tiền có, nó chịu áp lực chung giảm điểm của cả thị trường. Thì nó vận động như thế này thì cũng không có những cái điểm mua của các anh chị tham gia, và các anh chị cũng chưa nên ưu tiên những cái cổ phiếu của dòng bất động sản đấy đâu. Bất động sản thì em thấy có mã của DPG nó mấy phiên nay nó tăng rất là tốt, thì nó có những cái thông tin tốt thì nó búp vào để nó tăng. Đấy, DG thì cũng đang giữ giá được ở trên đường 20. MACD thì nó cũng đã xác định có một đỉnh ở đây rồi, tuy nhiên khi có một đỉnh thì chúng ta sẽ kỳ vọng những cái nhịp sau nó sẽ có thể nó tăng vượt cái đỉnh này khi MACD, và theo dõi kỹ cái MACD này. Nếu MACD mà nó hướng lên, nó đến đây thôi, nhưng cái mức giá mà nó lại tăng đến đây, thì trên này chính là cái điểm để các anh chị chốt lãi ngắn cái cổ phiếu của đất xanh nhé. Bởi vì khi nó tăng đến đây, cái đỉnh MACD sau mà thấp hơn cái đỉnh MACD trước thì nó sẽ rơi vào phân kỳ âm so với mức giá, thì lúc đó chính là những cái điểm mà để chúng ta bán cái cổ phiếu này, chúng ta không cầm nắm nữa. Khi nào mà nó tạo xong cái đỉnh MACD thứ hai và nó quay xuống để nó tạo những cái chu kỳ tăng giá mới thì lúc đấy mới là những cái điểm mà chúng ta tham gia. Đấy, nhìn chung về cái cổ phiếu của bất động sản thì nó cũng đang vận động, như sell này nó lại vận động ở quanh cái đường MA20 rồi. CI sau một thời gian vận động rất tốt ở trên đường MA20 nhưng cũng không có những cái động lực tăng giá, thì CI nó đã quay xuống, nó vận động ở dưới đường MA20. Tuy nhiên cái cổ phiếu này nó đang vận động với cái khối lượng nó cạn kiệt đi nhiều rồi các anh chị có thể nhìn thấy không? Cái cổ phiếu này nó đang vận động cạn kiệt đi, thì theo em đánh giá ấy, thì những cái dòng cổ phiếu bất động sản này nó sẽ có những cái phiên nó bật tăng lên để nó có những cái nhịp hồi theo VN Index, nhịp hồi để chúng ta, những anh chị nào mà đang cầm hàng, chúng ta có thể xem xét để chúng ta cơ cấu ra để cầm những cái lượng tiền mặt trước hồi để bán. Bất động sản bây giờ chưa phải vào chu kỳ tăng giá, vì thế khi nó hồi để chúng ta bán. HDC sau một phiên tăng tốt hôm trước thì hôm nay, hôm thứ 6 nó đã gặp cái vùng kháng cự đây rồi. Em vẽ ở cái vùng kháng cự này. Khi nó gặp cái vùng kháng cự này, nó đã phản ứng với vùng kháng cự và chịu với áp lực chung của thị trường, đó là giảm điểm. Nó quay về nó giảm giá thấp nhất ở trong phiên, giá thấp nhất ở trong phiên. Cổ phiếu của Hà Đô thì cũng đang vận động tương đối là tốt. Cái cổ phiếu này nó cũng đang nằm ở trong cái nhịp điều chỉnh của
điều chỉnh ngắn của MACD thôi. Đấy, các anh chị có thể thấy nó đã tạo đỉnh và nó đang điều chỉnh. Thì những cái điều chỉnh như này thì tương đối là tích cực, nó điều chỉnh về cái vùng hỗ trợ của nó này là rất tích cực và đang bám ở trên đường MA20. MA20 thì nó đang có xu hướng hướng lên. Và cái khối lượng điều chỉnh thì nó đang cạn kiệt dần rồi. Cái cổ phiếu Hà Đô này em đánh giá là cũng là rất tích cực trong cái giai đoạn này nhá. Nó tuy nó giảm 0,29% nhưng nhìn về tổng thể những cái chỉ số chỉ báo khối lượng giá thì chúng ta có thể thấy nó đang vận động rất là tích cực ở trên vùng hỗ trợ đó. Cũng không có gì xấu cả, anh chị nào cầm thì chúng ta tiếp tục cầm nắm. Đợi sau cái nhịp điều chỉnh, sau nhịp điều chỉnh này thì nó sẽ có những cái nhịp nó tăng điểm tiếp theo. Đấy. DG thì cũng tương đối là tích cực, đóng cửa còn được tổ chức họ kéo lên 1,25% cơ. Anh chị có thể thấy này, đang từ mốc 40,1 cuối phiên thì tổ chức họ đã kéo lên là 40,6. Đấy. 40,6 với khớp lệnh là 380.000 cổ phiếu. Thì đây đây là một cái để các anh chị có thể nhìn thấy được rằng cái cổ phiếu này nó đang vận động test lại cái vùng đỉnh cũ và nó được các yếu tố đỡ giá của tổ chức rất là mạnh. Vì thế chúng ta cầm, chúng ta không phải lo lắng về những cái cổ phiếu của đất xanh này nhá. Cổ phiếu này em nói rất nhiều lần rồi. Cái vùng sau khi nó break lên đây thì cổ phiếu này nó chưa có những cái pha chạy nước rút, vì thế làm sao mà cổ phiếu nó kết thúc được chu kỳ thì đẩy giá được các anh chị. Nó mới đẩy giá được một thời gian thôi, nó và cổ phiếu này trong ngắn hạn nó vẫn là cổ phiếu kênh trên và xu hướng lên. Đây, kênh trên và xu hướng lên nhé. Nó có đáy sau cao hơn đáy trước và có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Anh chị có thể thấy nó vẫn đang là một trong một chu kỳ hướng uptrend của cổ phiếu nhé. Đây là cổ phiếu kênh trên, nó không phải là kênh giữa, cũng không phải là kênh dưới. Đây anh chị, nó thoát cái kênh giữa rồi, nó đang là cái kênh trên thôi. Vì thế chúng ta cứ yên tâm cầm nắm những cổ phiếu này, bởi vì cái sóng bất động sản đấy nó chưa có nên cái mức độ tăng giá của nó cũng chỉ túc tắc nó đi lên thôi, nó cũng không phải là kiếm lợi nhuận x2 x3 tài khoản cho các anh chị đâu. Còn các anh chị nào mà mua mua sớm, đây là những điểm mua sớm của cổ phiếu khi nó tăng thì lúc đó thì các anh chị sẽ kiếm được lợi nhuận nó tốt hơn thôi. Đấy. Còn có một vài cái cổ phiếu mà nó đã có cái xu hướng mà nó tăng, đó là cổ phiếu của ngành du lịch. Du lịch thì có những cái cổ phiếu mà HVN, để xem cổ phiếu HVN. HVN thì nó được phiên tăng phiên giảm. Đấy. Tuy nhiên thì có một vài cái mã cổ phiếu của dòng du lịch, đó là mã DAH này. DH là cũng có một cái phiên dòng tiền lớn, nó đã có những cái phiên dòng tiền lớn đi vào rồi, thì cái du lịch là dự báo là cũng sẽ có sóng tăng rất tốt. Tuy nhiên thì nó cũng chịu áp lực chung của thị trường. Những ai mua cái phiên phiên này này, phiên tím này, thì T3 về tổ chức người ta đỡ giá rất là khỏe, anh chị có thể nhìn thấy không? T3 về nó vẫn đỡ giá để cho các anh chị có thể kiếm được lợi nhuận. Đôi khi nó kéo lên mức giá gần trần cơ, mức giá trần, nó kéo lên mức giá trần rồi nhưng chịu cái áp lực chung của thị trường về cuối phiên thì cổ phiếu nó bị giảm. Đấy. DAH, OCH đây là những cái cổ phiếu của khách sạn du lịch này. Đấy. Đây cổ phiếu OCH thì nó hơi hướng về về đội lái, nó là công ty con của cổ phiếu của OCG. OCG là một cái cổ phiếu làm mưa làm gió trong cái giai đoạn vừa rồi, nó tăng một mạch từ dưới đáy lên đỉnh luôn. Đấy, cái cổ phiếu nó đánh rất là gắt, nó chuẩn bị họp đại hội cổ đông, lấy chốt quyền họp đại hội cổ đông vào cuối tháng 3. Vì thế những cái cổ phiếu này nó có những cái mức độ tăng giá riêng của nó. Các anh chị nào mà tham gia được ở cái cổ phiếu này thì cũng rất là chúc mừng các anh chị. Tuy nhiên hiện tại thì nó đang vận động tích lũy lại ở trên vùng đỉnh. Đấy, chúng ta hãy cùng xem những cái vận động của nó. Nếu nó tốt thì chúng ta có thể tham gia được những cái cổ phiếu này, cổ phiếu của Hút. Anh chị có thấy cổ phiếu của Hút nó đánh rất là khó chịu, cổ phiếu này nó cứ đánh kéo lên rồi nó kéo xuống.
Cổ phiếu này cũng đã xuất hiện một cái phiên phân phối của tổ chức rồi. Đây, anh chị có thể thấy cổ phiếu mới xuất hiện một cái phiên phân phối nhé. Sau khi phân phối xong thì tổ chức họ sẽ tiếp tục họ kéo cổ phiếu lên đấy, để nó phân phối tiếp những cái lượng hàng mà người ta đã gom ở trong cái giai đoạn sideway, giai đoạn tích lũy rất là lâu của cổ phiếu này. Chị có thể thấy cổ phiếu nó tích lũy khá là lâu nên đây nó tiếp tục tích lũy tiếp đấy, sau đó thì nó mới đánh lên đấy. Nó có những cái mẫu hình tích lũy ở trong những cái biên hộp như thế này đây. Trong cũng giống như cổ phiếu VN Index thì cũng đang một trong một cái biên hộp sideway. Thì anh chị có thể thấy trong khi sideway thì nó cứ kéo lên, nó kéo xuống, kéo lên kéo xuống để cho chúng ta chán nản. Cũng là như cái câu chuyện mà em cũng hay kể, em đã kể cho các anh chị ở trong Zoom khách hàng của em ấy, là cái giai đoạn này của thị trường là giai đoạn sideway. Nó giống như cái bài, cái câu chuyện mà cho con gà ăn ấy. Trong cái giai đoạn sideway thì người ta vừa cho ăn, người ta vừa đánh mình. Đấy. Người ta vừa cho ăn, vừa tại người ta vừa đánh thì chúng ta sẽ sợ hãi và chúng ta sẽ bỏ chạy hết. Đây. Những cái cho ăn là khi nó kéo lên. Còn khi nó đánh nó kéo xuống. Kéo xuống xong nó lại cho ăn. Đấy. Cho ăn xong nó lại đánh. Đây các anh chị có thể thấy nó cứ đi lên đi xuống như thế này. Thì tại hỏi làm sao mà chúng ta không sợ, hỏi làm sao mà chúng ta lại bỏ chạy hết. Đấy các anh chị có thể thấy không, nó kéo lên rồi nó kéo xuống như thế này trong một cái biên độ sideway đó. Nếu mà nhìn nhìn đây, nhìn thì nó kinh khủng nhưng mà nó cũng chỉ nằm trong một cái chiếc hộp này thôi. Nó cứ tăng lên rồi nó giảm xuống, tăng lên giảm xuống liên tục như thế này. Đây là cái giai đoạn mà cầm cổ phiếu là rất là khó khăn. Nếu mà chúng ta mua nhầm cổ phiếu là chúng ta luôn luôn lo sợ để bán cắt lỗ cổ phiếu. Mua sai cổ phiếu thì lợi nhuận chưa thấy đâu, nhưng cái lúc nó giảm giá thì nó giảm rất là mạnh. Đấy, vì thế đây là cái giai đoạn rất là khó khăn nhé, giai đoạn khó khăn của thị trường. Còn khi cái thị trường mà nó vào rơi vào những cái giai đoạn này thì chúng ta cầm cổ phiếu chúng ta chỉ lãi 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 và lãi thôi, tăng lãi thôi. Rồi đến một lúc nào đó nó lại làm một quả này. Thì đây chính là cái giai đoạn mà họ vỗ béo chúng ta này, cho chúng ta ăn thật nhiều này, mở mắt ra là được ăn này, mở mắt ra là được ăn. Lúc đó thì con dao nó kề cổ, nó kéo những cái phiên như này. Đây chính là cái sau khi được ăn no thì nó bắt đầu nó thịt. Đấy. Đấy thì các anh chị có thể nhận thấy cái giai đoạn này chúng ta cầm tuy khó khăn nhưng cái mức đánh giá mà mạnh, giảm điểm mạnh thì em đánh giá nó không lớn. Đấy. Các anh chị có thể để ý và để chúng ta nhận biết được, chúng ta phải trang bị các kiến thức cho mình để chúng ta nhận biết được chúng ta đang ở giai đoạn nào của thị trường, và chúng ta phải chuẩn bị sẵn những tâm lý và những kịch bản để chúng ta chống chọi lại với cái thị trường chứng khoán khó khăn này nhé các anh chị nhé. Nếu các anh chị nào mà vẫn chưa trang bị đầy đủ kiến thức cho mình và chưa có người hỗ trợ tư vấn thì các anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại Zalo ở dưới màn hình, để em có thể hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho các anh chị từng mã một, và các chị tham gia vào hệ thống khách hàng của em để em khuyến nghị những anh chị những cái mã nào mà có thể tăng trưởng tốt trong giai đoạn sắp tới. Nếu video của em đem lại những cái kiến thức hữu ích, đem lại cho các anh chị đầu tư tốt hơn thì cũng hy vọng các anh chị ủng hộ em bằng một nút like cũng như một phần đăng ký kênh để những video sau em có thể làm tốt hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo.